Sau ghi ta sau xin kính chào các bạn. Đây là một cây AB Good 530 model đầu 3, tức là nó ngang, giá trị của nó ngang cây Yamaha C300. Đó. Cây này thì shop đang bán 3 triệu rưỡi nhưng mà sale còn 2 triệu 500 ngàn thôi. À xin lỗi, shop bán 3 triệu nhưng mà còn sale còn 2 triệu rưỡi thôi. Đó. Cây này thì nó bị bạc xíu ở đây, bị nó có bóng nước viền như này nữa, mặt đàn thì nó cũng có chảy xước một xíu nhưng mà cấu trúc rất là tốt. Đó, cấu trúc rất tốt và âm thanh của dòng này thì rất là thuần classic, rất là đẹp. Âm thanh của nó nếu mà khi mình chơi classic không thì theo shop đánh giá thì nó hay hơn C300. Mặt gỗ thịt nha mọi người, gọi là top solid, cái này là solid cedar. Cần thì nó cũng có vài vết chảy xước nhưng mà nó gọi chung là nguyên zin. Action cái này khá là thấp, nó khoảng cỡ 2 ly 8 ở dây số 1 và khoảng cỡ 3 ly 4 ở dây số 6 thôi. Cần thẳng khoảng cỡ 95%, gọi chung là nó hơi cong ở mức độ cho phép thôi, gọi là cong nhẹ thôi nên là bấm rất êm. Action thấp nên là tiếng nó chưa có đẹp lắm. Khi mà mình đôn action nó cao lên xíu thì tiếng classic nó sẽ hay hơn. Đó. Cái này shop đang bán với giá 3 triệu nhưng mà sale còn 2 triệu rưỡi thôi. Mọi người nếu mà chơi đàn nhạc thì chắc cũng biết cái dòng này rồi. AB Good 330. 530. Model khá là cao. Đó. Bộ gỗ lưng hông, gỗ cầm lai này. Khá là già. Rất là ok đấy. Khóa vàng nhưng mà nó hơi bị xịn màu rồi. Đó, mọi người yêu thích âm thanh và yêu thích những cái thứ nó cái giá nó mềm mại xíu thì có thể mua cái này. Cảm ơn mọi người.